Sai tiếng trống quá xuân tươi đông chào trên nhẹ nhàng đón tết khắp thôn quê bên đâu thì xa ai đang mua sắm tết dáng đèn xa tiếng cười hân hoan vui câu chúc tết quê hương khắp nơi mừng vui trông ra ngày xuân mai dưới đào vàng hồng tươi kính chúc nhân gian xuân phát lộc lòng lần sai tiếng trống hoa xuân tươi đón chào trên nhân gian đón tết khắp thôn quê đến đô thị xa ai đang mua sắm tết giang giang xa tiếng cười hân hoan vui câu chúc tết quê hương khắp nơi mừng vui rộn ràng ngày xuân mai dưới đào vàng hồng tươi kính chúc nhân gian xuân phát lộc xuân ngọt ngào chờ hoa dưa hấu thèo lèo kêu mức xuân vui đến rồi hương khói tòa đón giao thừa ngày đầu một năm đi hái lộc nhiều điều mai áo mới hân hoan cô gái đẹp má xuân hồng ngọt ngào tình duyên đôi lứa hẹn thề cùng nhau trăm năm chúc mừng phước lộc vàng thọ bánh nghiêng năm qua chưa duyên thấm năm nay anh cưới nàng tân niên mong con cháu tết đến đây chúc nhau đoàn vui đoàn viên năm qua chưa sung túc năm nay lúa thóc nhiều vinh hoa mang phú quý tết nơi đây chúc nhau bình an vinh hoa mang phú quý tết nơi đây chúc nhau bình an rộn ràng ngày xuân mai dưới đào vàng hồng tươi kính chúc nhân gian xuân phát lộc xuân chờ hoa dưa hấu thèo lèo kêu mức xuân vui đến rồi hương khói tòa đón giao thừa ngày đầu một năm đi hai lòng nhiều điều mai áo mới hân hoan cô gái đẹp má xuân hồng ngọt ngào tình duyên đôi lứa hẹn thề cùng nhau trăm năm chúc mừng phước lộc vàng thọ bánh niên quý vị các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình đặc biệt gala của chương trình tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng.
Wow, thưa quý vị, và trong không khí này thì thay mặt những người thực hiện chương trình, Nguyên Khang xin chúc quý vị sẽ có một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Và quý vị cũng có thể thấy, theo quan niệm của người Á Đông thì cho rằng con gà là một con vật cần cù, chăm chỉ và siêng năng. Chính vì vậy, sang năm Đinh Dậu chúng tôi cũng hy vọng là chúng ta sẽ siêng năng tích cực như những chú gà và gặt hái được nhiều thành công. Nếu mà có được những quả trứng vàng thì càng tốt, đúng không ạ? Và thưa quý vị, chúng ta cũng trong cái không khí đó, chúng tôi đã có một phần mở màn rất tuyệt vời với ca khúc Tết Phát Tài với phần trình bày của nữ ca sĩ Cẩm Ly, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi, để gửi lời chúc là sang năm ai cũng thành công, ai cũng phát tài quý vị ạ. Và bây giờ trong không khí ấy thì có lẽ điều tuyệt vời hơn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc về mùa xuân. Chợt biết trên lọc mềm lá, nụ mai vàng e ấp cánh đầu tiên, chim én nhỏ bốn phương trời xa lạ, chở êm đềm từ giọng hát trao duyên.
Và với bốn câu thơ, chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự mênh mang của trời đất, của những cánh én đang đón chào mùa xuân mới giữa không khí ấm áp của mùa xuân. Và lòng người cũng trở nên thênh thang, rộng lớn hơn, tình cảm cũng ấm áp hơn. Nhưng không phải ai cũng có thể trải nghiệm được một mùa xuân hạnh phúc. Có những người khi mùa xuân đến, ngồi bên những đòn bánh tét, bánh chưng, bên những bông hoa mai, hoa đào rực rỡ, thì lại nhớ về cái tình yêu nào đó của mình. Đó có thể là tình yêu của 5 năm trước, của 10 năm về trước, khiến cho họ cảm thấy trăn trở và thổn thức. Và cũng chính vì vậy, nó khiến cho họ vẫn luôn nhớ hoài về những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Đi em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng tránh em. Tôi quen rồi những chuyện giang dở từ khi mới yêu. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Giang dở khi tình yêu tôi không xây trên. Đã quen rồi em khóc làm chi nữa, bận lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin chúng em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi xuyên kiếp luôn dở dang nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề tránh đời hay giận đời mau.
anh đi đường anh. Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi, còn mong gì hình bóng xa xôi. Nhắc làm gì chuyện năm xưa cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường em, từ đây sầu cảm nát tim côi. Vì sao trời đành bắt duyên em lơ làng cùng người em thương, lơ làng cùng người em yêu. Từ đây anh xin người yêu đừng oan trách hay giận hờn gì anh. Nếu trước chúng ta đừng biết thì thương nhớ không về trong đêm nay. Nhiều đêm chăn gối bên người không quen biết, trong tim em có thấy như cô đơn. Tại em không nói hay tại anh không biết mà tình. Sống bơ vơ nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Chuyện năm xưa cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường em, từ đây sầu cảm nát tim côi. Vì sao trời đành bắt duyên em lơ làng cùng người em thương, lơ làng cùng người em yêu. Từ đây anh xin người yêu đừng oan trách hay giận hờn. Nếu trước chúng ta đừng biết thì thương nhớ không về trong đêm nay. Nhiều đêm chăn gối bên người không quen biết, trong tim em có thấy như cô đơn. Tại em không nói hay tại anh không biết mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Thôi là hết chia ly từ đây, người phương trời kẻ sống. Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Năm không gặp tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi một trời thương nhớ, em ơi bên kia có còn mắt buồn. Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ, quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức vẫn gọi tên em cả một trời yêu, cả một trời yêu bao giờ trở lại. Tình vẫn như mơ,
đành nhủ lòng thôi giá từ kỷ niệm. Trôi qua bao năm mộng buồn quên dấu, nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi. Trông em hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt tình đành quên lãng, như mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng em yêu ơi, một dòng thư cũ mãi còn chúng ta một đời cùng điên. Người
luôn qua. Em ơi kỷ niệm xưa anh còn giữ mãi trong lòng. Anh biết không anh, xuân nay lại trở về đường rừng chiều hoang sương xuống. Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa xưa. Xì vàng đâu trôi về và nhân đây nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017, Nguyên Khang thay mặt cho ekip thực hiện chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an, và hãy luôn đồng hành cùng với chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng do đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long cùng với Sen Vàng thực hiện. Xin được cảm ơn và chúc mừng năm mới. Với mục tiêu tìm kiếm và phát hiện những cặp song ca xuất sắc nhất, Tuyệt Đỉnh Song Ca đã khẳng định mình và mang một làn gió mới đến với khán giả truyền hình, cũng như đã kiến tạo một thế hệ song ca mới đầy tài năng trong thị trường âm nhạc khan hiếm những cặp song ca như hiện nay. Song ca là hình thức kết hợp giữa hai ca sĩ, đòi hỏi sự hòa quyện, phối hợp, chia bè, nâng đỡ nhau trong từng câu hát để tạo nên một tuyệt phẩm âm nhạc ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Tuyệt Đỉnh Song Ca người lớn đã khó, Tuyệt Đỉnh Song Ca trẻ em còn khó hơn vì các em chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn cũng như bè phối, nên giám đốc âm nhạc và các huấn luyện viên sẽ phải dành nhiều thời gian và công sức hơn để giúp các em có thể tỏa sáng trên sân khấu. Tiếp nối Tuyệt Đỉnh Song Ca, Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng đã được ra đời và thu hút sự quan tâm của rất nhiều nghệ sĩ. Trên sân khấu Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng, ban nhạc xuất hiện lộng lẫy và cùng thăng hoa với các phần biểu diễn của các cặp nghệ sĩ. Ở Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng, chất liệu âm nhạc được sử dụng rất phong phú như dân ca, quê hương, âm hưởng dân gian, đặc biệt dòng nhạc trữ tình bolero đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Có thể
thể nói trong thập niên 60-70 được coi là đỉnh điểm phát triển của dòng nhạc bolero, mang những tâm sự được ra đời, và cái tên nhạc sến cũng được gắn liền với bolero từ dạo đó. Là do ca từ và giai điệu của từng bài hát dễ tạo cảm xúc cho người nghe, từng câu chuyện cụ thể được diễn tả trong từng bài hát, bởi vậy dễ tạo tâm tư tình cảm và kết nối mọi người lại gần với nhau hơn. Thưa quý vị, dòng nhạc bolero theo cách gọi rất bình dân thường hay gọi là dòng nhạc sến, bởi vì những người lao động, những người bình dân họ cũng có thể hát dòng nhạc bolero này ở bất kỳ đâu. Và điều quan trọng là nó thể hiện những cái nỗi niềm, những sự trăn trở, những mối lương duyên không vẹn khi mà đến với nhau. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với một nam danh ca, anh cũng được mệnh danh là ông hoàng nhạc sến. Và điều đặc biệt là ngày hôm nay, trong không khí này, anh muốn gửi đến quý vị một sáng tác hoàn toàn mới. Tại sao thường nghe nhạc tình, tại sao thường ca nhạc dễ? Trả lời gì đây trong tim đầy với nỗi niềm? Từ thuở con thơ nghe tiếng mẹ âu ơ, không thể nào quên cha tôi, ngày nào gian khổ đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la, kia câu hát tình cha. Này anh công nhân bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc dễ. Xin không tô điểm lụa là không khoe sắc ngọc ngà những đậm đà Việt Nam. Xên đầy, xên nghĩa, xên tình, như bóng với hình yêu làm mình ơi. Thế nào quên cha tôi, ngày nào gian khổ đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la, kia câu hát tình cha. Này anh công nhân bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc dễ. Xin không tô điểm lụa là không khoe sắc ngọc ngà những đậm đà Việt Nam.
xến đầy xến nghĩa xến tình, như bóng với hình yêu làm mình ơi. Xến công tô điểm lụa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Xến đầy xến nghĩa xến tình, như bóng với hình yêu làm mình ơi. Xến công tô điểm lụa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Xến đầy xến nghĩa xến tình, như bóng với hình yêu làm đại gia đình mình. Thưa quý vị, và bây giờ trong không khí ấy thì có lẽ điều tuyệt vời hơn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc về mùa xuân. Và không gì lạ khi mà chúng ta thấy mùa xuân là mùa bắt đầu của một năm, của vòng tuần hoàn của đất trời. Và cũng trong không khí ấm áp đấy thì mùa xuân cũng là mùa mà chúng ta sẽ bắt đầu xây nhà này, chúng ta sẽ lập gia đình, chúng ta sẽ có con, và rất nhiều thứ sẽ bắt đầu trong mùa xuân này. Và còn chần chờ gì nữa, hãy cùng với chúng tôi đến với không khí rộn ràng của mùa xuân qua những ca khúc tuyệt vời quý vị nha. Xuân quên hết.
trên bánh mứt hương ca. Coi bói đi. Trời ơi, đường tối hù, tối hổm không thấy cái gì hết. Bị mù cũng tội thiệt. Không thấy gì hết. Có ai muốn coi bói không? Có ai muốn coi bói đưa tay em coi cho. Trời ơi, đông quá, coi sao hết. Tí sủ giận mèo thịnh tì ngọ mùi thân dậu tức hộ. Thôi vô nhạc đi, cái đó em ngu lắm không biết được nha. Thôi. Cầm tin quý mùi, cầm tay tuyên đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vui trọn nhờ anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi, quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta khoảng chừng 30 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ đâu nha. Là anh đây. Đầu năm hoa lá xuân sao nở như đón chào. Nhờ anh tin đón năm nay duyên đẹp thế nào. Vẫn nghèo trăng sáng ước cao, chỉ cần tình nghĩ với nhau. Nếu ai tâm đầu ngọt lời làm đêm say ngon. Mười hai con giáp em đây cầm tin quý mùi, cầm tay tuyên đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vui tròn nhờ anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi, quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta khoảng chừng 30 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ. Là ai à? Phải đưa tay mới coi được chứ. Ờ. Đứng xích lần này coi. Thơm quá. Cái gì vậy? Thơm quá à, tự nhiên cái mùi thơm. Coi bói bằng tay, bằng mắt, tưng. Làm gì vậy? Coi bói, người ta coi đàng hoàng, ai ngửi ngửi. Người ta coi bói bình thường, người ta coi bói bằng tay, tôi coi bói bằng lỗ mũi. Tôi hửi bằng tay thì được. Coi trúng không? Bàn chân thì chết. Đưa đây cái coi. Ơi! Dân nhiều nha. Em tên Kim. Trời ơi, tôi nói dân tay. Ờ, dân tay. Ủa mà dân tay ai không có? Trời, không thấy đường gì bỏ luôn. Chết chết. Tuổi dương ha. Tuổi dương là con dê hả anh? Chứ lẽ con chó. Ủa nhưng mà em tuổi con gà mà. Tuổi dương là ai? Tuổi dương là... là ai? Là anh nè. Anh coi bói kỳ quá à. Trời ơi, đi đâu vậy, đứng gần đi. Em làm gì đi? Chạy mệt quá à. Anh già rồi à. Chạy mệt lắm. Đầu năm hoa lá xuân sao nên như đón chào. Nhờ anh tin đón năm nay duyên là thế nào. Vẫn nghe
cầm tin quý đã nói là tôi cũng gà mà. Cầm tay tiên đoán năm nay duyên lành đến rồi, cặp trong đêm đức dễ thương, tuổi này tình số lắm con, vun cho vun tròn nhà anh môi giới môi mai đưa đưa. Giờ em biết ngay, chẳng ai xa lạ đâu nha. Là ai hả? Là anh. Vô duyên, tài năng tin đón như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sáng rồi. Dẫu khi ngày cưới sẽ vui, đều về đại khái thế thôi. Thế gian này cười đầu năm đám cưới cuối năm thêm người. Dẫu khi ngày cưới sẽ vui, đều thì đại khái thế thôi. Thế gian này cười đầu năm đám cưới. Rồi nha, đi với anh nha, con nè. Đi đâu? Đi vô, hát xong rồi đi vô. Ở đời có bốn cái ngu, làm mai lãnh nợ, gá cu cầm châu. Nói đầu ngay kể quý vị nghe, tôi làm ông mai mười mấy năm rồi mới thấy được cái sự đắng cay của cái nghề này. Lúc hạnh phúc, lúc sung sướng á, thì chả bao giờ lôi tôi ra đâu. Mà tới lúc mà cãi cọ nhau, hụt hạt nhau á, thì lôi ông mai này ra chửi. Nói đâu xa, mới đây tôi làm một cái đám, mà cái đám này thì không có dễ chịu gì như cái nhà bên đây nè. Tôi sao? Ha? Tôi sao? Trời đất ơi, tôi là thủ cụ bài tân, là cái chén dĩa là ra chén dĩa, gạch men là phải ra gạch men, mà gạch tàu là ra gạch tàu, chứ không có lẫn lộn gạch đông ở trong đây ha. Đó, quý vị thấy không? Ổng khó tính, làm mai cho ổng dù có nhận được nhiều tiền tí xíu cũng đâu có hạnh phúc gì. Mà phải ổng khó tính thì xui gia của ổng dễ, không nói gì. Y chang ổng, coi nè. Rồi sao? Rồi sao? Tôi sao? Ha? Ha? Còn tôi sao? Tống cụ nghinh tân. Đó, là mình phải bỏ cái cũ đi, rồi mình sẽ lấy cái mới đem vô, biết chưa? Hiểu ông không? Nói sao? Ha, ông nói sao? Tôi sẽ không bao giờ đi xe ngựa, mà tôi đi máy bay. Trời đất ơi, tôi hỏi ông nè, ông nói nghe thấy ghét quá. Sao ông nói sao? Ông nói ông bà xưa ta đi bằng gì? Thì người ta đi bằng xe ngựa. Không có xe ngựa sao giờ có máy bay ông đi? Nhưng mà bây giờ người ta đã có máy bay rồi. Cái đi xe ngựa cái tiếng cái lọc cọc 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 cọc, nghe thấy mà mắc ghét. Ông mới mắc ghét. Tôi nói cho ông nghe nha. Sao? Bây giờ là tôi đi máy bay nha. Mày mốt con cháu của tôi á là sẽ đi quả tiễn luôn luôn á. Trời ơi, nghe nói nghe sẽ mắc ghét. Quả tiễn hả? Hả? Bây giờ sao? Giờ muốn sao? Dạ hả? Ông muốn sao? Muốn sao? Ông muốn sao? Muốn sao? Trời ơi, trời ơi, hai ông cho tôi xưng. Ngẫu nhiên hả? Ơi, cái gì mà chỉ còn có vài phút nữa là tới cái đám cưới của con cháu mấy ông rồi. Cái ông có muốn đánh nhau thì ông cũng nhịn một tí xíu. Ông thì ông bớt tí xíu, ông thì ông nhín tí xíu. Để chúng ta có được cái dĩ hòa di quý, con cháu ông hạnh phúc. Nào bây giờ cười cái coi. Hãy ba. Trời ơi. Mặt cười giống hỉ già Hanuman. Nào bây giờ cười vui lên. Đám cưới bắt đầu. Tôi là nể cậu đó nghe. Tôi cũng nể cái mặt cậu đó nghe. Tươi ngày xuân qua lá khoe màu đời, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên cầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền sừng lửa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên. Chúc nhau bền lâu.
ta chúc cái sùm vầy cho ngất ngây trời mây. Thầy hai đang nói về thầy tam. Nói sao? Tôi tính năm nay tôi cưới luôn cho thằng sáu. Anh tính luôn cho rồi tôi với anh để mừng xuôi he. Ông xuôi đang nói với thầy xuôi. Nói gì? Dâu giới rễ hiềm sấn lúa thiệt là vừa đôi. Ngày nay sum họp đôi đàn. Ôi ôi họ hàng ta vui quá xá là vui. Trăm năm duyên tình vẫn bền. Thương nhau thương tròn đời câu sát son nào phai. Tương lai chung một phương trời. Cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng. Chúc nhau bền lâu, ta chúc cái sum vầy cho ngất ngây trời mây. Thầy hai đang nói với thầy tam. Nói sao? Tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng sáu. Anh tính luôn cho rồi tôi với anh đi mừng xuôi nhé. Ông xuôi đang nói với thầy hai. Nói gì? Dâu giới để hiền sân lúa thiệt là vừa đôi. Ngày nay sum họp đôi đàn. Ôi thôi họ hai tròn đời câu sắc son nào phai. Tương lai chung một phương đời. Cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng. Cho nhau nụ hồng còn tinh nguyên vơi vơi. Sáng năm cho đời một cân mừng. Có cân đầu lòng là một bé trai thiệt là ok. Khi nghĩ đến ngày Tết thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những không khí của những phiên chợ hoa, chợ Tết với những cô gái rất là xinh đẹp đi du xuân. Và bên cạnh đó thì điều quan trọng, Tết là dịp để tất cả những người đi xa cùng quay trở về, cùng quay quần với nhau bên mâm cơm chào đón ngày Tết. Và quan trọng là những cái phong bao lì xì dành cho những trẻ nhỏ. Thế thì còn chần chờ gì nữa mà ngay bây giờ hãy cùng Nguyên Khang diện áo dài để cùng du xuân quý vị nha. Thấy trong lòng mình chứa chan tiếng hát vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điều nhạc xuân êm như bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn một đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng.
ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi hương nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng giặc ra hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh tao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương xanh vai nhịp nhàng thắm xinh, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đẹp vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế luôn mong đợi xuân. Thấy trong lòng mình chứa chan tiếng hát vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điều nhạc xuân êm như bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn một đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi hương nồng say. Xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng rạc rào hương xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh tao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương xanh vai nhịp nhàng thắm xinh, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế luôn mong đợi xuân. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế luôn mong đợi xuân. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi, hồi hộp chờ đợi xem kết quả bình chọn cặp đôi nào được yêu thích nhất trong đêm chung kết vừa qua và khán giả may mắn nào sẽ nhận được giải thưởng của chương trình. Xin chúc mừng Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân, mã số bình chọn 02 đã được khán giả bình chọn là cặp đôi yêu thích nhất trong đêm thi chung kết xếp hạng vừa qua với 69% bình chọn và nhận giải thưởng 40 triệu đồng tiền mặt. Xin chúc mừng khán giả Ngô Kinh Kha có số điện thoại 0945 45 XXXX, địa chỉ thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, đã may mắn nhận được giải thưởng 20 triệu đồng tiền mặt. Có một điều đặc biệt là với đêm chung kết vừa qua thì vị khán giả may mắn của chúng ta đoán được chính xác sẽ nhận được lì xì của chúng tôi trị giá là 20 triệu đồng, và cặp đôi mà được khán giả bình chọn yêu thích nhất sẽ nhận được lì xì trị giá là 40 triệu đồng. Có thể thấy là năm mới chúng tôi cũng xin được gửi lộc đến cho bạn khán giả may mắn cũng như là nghệ sĩ tham dự chương trình này đã nhận được giải thưởng mình cho. Thưa quý vị, chúng tôi hy vọng là những ca khúc rộn ràng về mùa xuân, những sắc thái tình cảm cũng là một món quà vô cùng đặc biệt của chương trình Thực Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng gửi đến quý vị đến với chương trình của chúng tôi đã yêu mến, đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt mùa đầu tiên. Thưa quý vị, chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Và một lần nữa, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và hãy tiếp tục đón xem chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca cặp đôi vàng mùa thứ hai của chúng tôi nha. Một lần nữa, chúc mừng năm mới! Xuân trong tim bao người hát vang, chờ giao thừa sang
chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em và với muôn người, mong cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước Nam rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc. Mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả được gần nhau. Pháo nổ tưng bừng đón xuân, trong tim bao người hát vang. Chờ giao thừa sang, chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Trong tim bao người hát vang, chờ giao thừa sang, chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em và với muôn người, mong cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước Nam rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc. Mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả được gần nhau. Pháo nổ tưng bừng đón xuân, trong tim bao người hát vang. Chờ giao thừa sang, chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được giàu sang. Chờ giao thừa sang, chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc mừng năm mới, Happy New Year! Minh Vi đại diện tất cả các anh em ban nhạc xin chúc tất cả quý vị khán giả được bạn sự như ý, luôn luôn hạnh phúc, nhất là luôn luôn phát tài, sức khỏe dồi dào, và hãy theo dõi chương trình của chúng tôi từ buổi sông ga với nhiều phiên bản khác nhau, nhất là phiên bản cặp đôi vàng. Trước theo năm mới, Đàm Vĩnh Hưng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất của mình đến với tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long nói chung và khán giả yêu thích của chương trình đỉnh sông ga phiên bản cặp đôi vàng nói riêng. Một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, giàu sang và ai cũng hạnh phúc. Sang năm mới năm Đinh Dậu 2017 thì Ly gửi lời chúc đến người người nhà nhà được thật nhiều sức khỏe, ngày càng thành công hơn trong cuộc sống, trong con đường sự nghiệp của mình. Cũng chúc tất cả quý vị thật nhiều điều hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Với một tinh thần rất là lạc quan thì chúng ta mới cảm thấy yêu đời và yêu cuộc sống hơn. Trước thềm năm mới, Dương Linh xin được kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Dương xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một năm mới đa tài, đa lộc, đa phú quý, đắc thời, đắc thắng, đắc nhân tâm. Cô Hùng Hạ xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một năm mới nhiều tài lộc, nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Sang thêm năm mới thì hạnh chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Vũ xin kính chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào
và luôn luôn được những cái gì may mắn nhất và vạn sự như ý. Lê Việt xin được gửi đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng chỉ một câu ngắn gọn thôi, đó chính là muốn gì được nấy. Hải Phượng cũng như là các anh em trong ban nhạc gửi lời chúc mừng đến tất cả các quý vị xem đài một năm mới đầy vui tươi và hạnh phúc. Tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, tết đến trong tim mọi người. Dạ, nhân dịp năm mới con xin chúc quý khán giả có một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc, làm ăn phát tài, phát lộc. Quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe, sẽ gặt hái được thật là nhiều thành công và mọi điều đều may mắn đến với mọi người. Chúc mừng năm mới. Chiến thắng xin chúc cho tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca cặp đôi vàng của đài truyền hình Vĩnh Long 1 sau một năm mới niềm vui phơi phới, cửa nhà cơi nới đi khắp thế giới và có rất nhiều cái mới. Năm mới Tết đến thì Phạm Yến Đằng Minh xin kính chúc toàn bộ ekip, ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc và đặc biệt là lúc nào cũng tươi trẻ, mới mẻ. Được. Hết rồi. Gì kỳ? Còn nữa chứ? Còn nữa, còn gì? Mạnh khỏe nữa. Mình mập chiếc phút léo đặt cũng cầu chúc mừng cho tất cả quý vị là sang năm mới được an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Năm mới kính chúc tất cả quý vị có thật nhiều sức khỏe nha, vui vẻ và an lạc. Năm con gà nhân dịp xuân Tết đến thì Việt và Như Thùy xin kính chúc cho tất cả quý bà con ở gần ở xa ở miền Tây và ở miền Bắc cũng như miền Trung và cũng như miền Đông. Nước Việt Nam, nói chung là nước Việt Nam được hưởng một mùa xuân hạnh phúc, ấm no, luôn vui vẻ, giống như hai anh em mình nè, rồi sẽ có tài lộc thật là nhiều nhiều, quan trọng là mình có nhiều tài lộc thì mình sẽ vui hơn, rồi gì nữa anh hả? Rồi quan tóm lại là quý vị sẽ đạt được mọi điều quý vị muốn cho năm mới. À đúng rồi. Vĩnh Thiên Kim, Hồ Bị Trung chúc quý khán giả và các bạn bước sang năm Đinh Dậu được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý, vạn sự bình an. Và những người nào còn đang còn cô đơn thì sẽ kiếm được một nửa kia của mình. Kiếm được chưa? Vậy kìa, Kim chưa biết, qua năm mới biết được. Kim chúc chung năm sau sẽ cưới được vợ, sanh khoảng 80 đứa con. Đội bóng cũng được, đúng không? Chúc quý khán giả và các bạn ai còn cô đơn thì năm nay sẽ may mắn kiếm được một nửa của mình. Quan trọng là câu này là ca sĩ thì được nhiều cô. Là hai đứa mình phải chúc nhau. Okay. Chúc quý khán giả và các bạn một năm mới vui vẻ. Dạ, chào tạm biệt. Mùa giải đầu tiên của Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng đã khép lại với sự đăng quang đầy thuyết phục của quán quân Cao Công Nghĩa, Thiện Nhân và hai á quân Vĩnh Thiên Kim, Hồ Việt Trung, Mai Phước Việt, Như Thùy cùng những giây phút thăng hoa với âm nhạc và rất nhiều kỷ niệm đẹp sẽ còn mãi đong đầy. Năm mới, Tết đến, mọi người hãy cùng hòa nhịp với đất trời, trái tim hãy đập theo những giai điệu yêu đời và hân hoan chào đón những điều mới mẻ đang đến. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng mùa 2 năm 2017. Vòng thi lội ngược dòng sẽ là sự quay trở lại của các cặp đôi đã chia tay chương trình. Năm cặp song ca với năm màn tranh tài tuyệt đỉnh. Nhưng chỉ có một cặp được đi tiếp vào đêm chung kết xếp hạng để giành ngôi vị quán quân mùa đầu tiên và giành được giải thưởng 300 triệu đồng. Chiến thắng sẽ gọi tên cặp đôi nào? Thôi niềm đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ chúng mình hai đứa hai nơi. Mình thương cô hai hả? Mà hồi nãy công nhận á, tát ở trển mà đây tôi đau á, thì tôi không ngờ tát thiệt như thế. Bình còi, bình còi đi, dễ thương hơn. Bình còi, phút nhỏ bé. Tôi cho điểm ngay bây giờ luôn, tôi gửi thay. Điểm 10. Đón xem tập 9 chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng vòng lội ngược dòng được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 11 giờ 45 thứ ba ngày 17 tháng 1 năm 2017
trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.